Xin chào các bạn. Đây hiện tại bên cạnh mình đây đang có một cái bàn mixer Yamaha MB24X, một trong những cái mẫu mixer bán rất là chạy của Yamaha. Thì đây là một cái bàn mixer tích hợp rất là nhiều các cái công nghệ hiện đại cho một cái chất âm rất là tuyệt vời. Thì với cái bàn mixer này thì chúng ta có thể sử dụng hầu như mọi cái ứng dụng. Chúng ta có thể xài cho sân khấu này, sự kiện, nhà hàng, quán bar, nhà thờ hay là hội trường vân vân. Rất là nhiều ứng dụng có thể sử dụng cái bàn mixer này. Nó đi kèm một cái bộ effect kỹ thuật số, cũng như là rất là nhiều cái tính năng như là compressor, EQ vân vân. Thì mình đã từng làm một cái video về cái bàn mixer này rồi. Thì đó là một trong những cái video đầu tiên khi mình mới làm cái kênh này. Thì nó hồi đó thì quay nó cũng chưa có được rõ lắm, cũng như là mình cũng chỉ là giới thiệu sơ qua thôi. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để giới thiệu lại một tí cho nó được rõ hơn, cũng như là chúng ta có thể mình sẽ giới thiệu sơ qua cách cái sử dụng cái bàn mixer này, thì để cho những cái bạn chưa biết có thể có một cái video tham khảo nếu cần. Thì trong kênh mình cũng đã làm hướng dẫn sử dụng các cái bàn như là MGB12X hay là MGB16X rồi. Thì về cơ bản nó cũng tương tự thôi. Thì cái riêng cái mẫu 24X và cái 32X thì nó sẽ làm riêng một cái phần chỉnh digital với hai effect. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn một tí về cái bộ effect đó, cũng như là cái cách sử dụng của nó. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Ok, thì đây là cái bàn mixer Yamaha MGB24X. Đây là hàng chính hãng của Yamaha, sản xuất tại Indonesia. Thì cái bàn này nó tích hợp khá là nhiều công nghệ hiện đại. Nó có ghi những cái tính năng nổi bật như này. Nó sử dụng phần preamp, D-Pre, EQ, Expansi, Com, một núm. Nó có hai cái bộ effect, một cái bộ reverb, re-x và một cái bộ SBX, hai bộ reverb, gain high pre, bộ dusker và leveler. Đây là hai cái tính năng khá là hay, thì tí nữa mình sẽ nói rõ về hơn về hai cái tính năng này. Stereo in mi, chúng ta có thể tải app về để điều khiển qua iPad hoặc là smartphone, chơi nhạc và ghi âm, compressor multi băng, graphic EQ, thiết kế bằng kim loại, điện AutoVo. Thì hàng chính hãng của Yamaha thì các bạn sẽ được bảo hành toàn quốc 2 năm. Giờ mình sẽ quay sơ qua cái bàn mixer này. Các bạn có thể thấy được, chúng ta sẽ xem sơ một tí về cái thiết kế của cái bàn mixer này. Đây là cái điểm đặc biệt của cái dòng MGB này, MGB24X và 32X. Nó có một cái bộ để chúng ta có thể cài đặt các cái tính năng như là EQ này, compressor, effect bằng digital trên màn hình này. Và chúng ta có thể chơi nhạc trực tiếp trên cái màn hình này luôn. Rất là hay, thiết kế rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp. Thanh ngang này bằng gỗ, hai cái tai này thì bằng kim loại, rất là đẹp. Cho coi một tí phía sau. Đây là các cái đầu kết nối. Bàn này là bàn 24 kênh MGB24X. Nó sản xuất tại Indo này. Hàng chính hãng, có COCQ hóa đơn đầy đủ, bảo hành toàn quốc 2 năm. Thì mình sẽ không có nói về cái phần rắc cắm phía sau nữa, nó sẽ mất thời gian của các bạn vì trong cái clip trước mình đã nói rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua một tí các cái phím tính năng ở trên này, cũng như là cái cách sử dụng của cái con mixer này. Chúng ta sẽ đi rất là nhanh thôi. Ok, thì trên này nó có 16 cây mono này, 6 cây mono. Thì nó chia làm hai cái
nó chia làm hai phần, từ kênh 1 tới kênh 8 thì nó sẽ không có cái com này, và từ 9 tới 16 thì nó sẽ có com. Và cái phần 8 cái kênh này nó có 4 cái kênh stereo là thành 24 kênh, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Thì trên mỗi kênh nó sẽ có cái nút pan này, pan này khi tôi nhấn vào thì nó sẽ giảm đi tín hiệu đi 26 decibel. Đây là cái nút phantom chúng ta dùng cho các cái mic điện động, cái nguồn ảo đó. Gain, đây là bộ lọc thông cao, nó sẽ lọc các cái tần số dưới 100 Hz. Com, 4 EQ cao này, trung này, đây là các cái điều chỉnh cái tần số cho trung này, đây là volume cho trung và tần số thấp. Nó có 4 ốc, 1, 2, 3, 4. Mỗi cặp ốc 1, 2 hoặc là 3, 4 này nó sẽ có một cái nút rè, và dưới này là cái hai cái phần FX chúng ta có thể sử dụng, như là cái ốc 5, 6 nó có hai FX. Đây là nút ba lần, nút cân bằng này, trái phải. Đây là nút on cho mỗi kênh. Dưới này thì nó có đèn back này, đèn ngưỡng này, đèn tín hiệu, các cái nút để gửi ra rất 1, 2, 3, 4 stereo, và cái nút để kiểm tra tín hiệu âm thanh, đèn báo và fader. Thì 16 cây này nó giống nhau, cái phần các cái phần này thì nó giống nhau, chỉ có nó khác là cái phần từ 9 tới 16 thì nó sẽ có com thôi. Ok, đó là cái phần mono. Còn cái phần stereo thì nó sẽ có khác một tí, thì nó là kênh đôi. Đôi thì cái 17, 18, 19, 20 này nó không có, nó chỉ có 3 EQ thôi, nó không có com. Còn cái phần 21, 22, 23, 24 này thì nó sẽ đặc biệt hơn một tí, thì nó sẽ có thêm cái tính năng đút cơ này và cái tính năng leveler. Trên này nó có hai cái đèn báo để chọn cái nguồn vào của đút cơ đó, cây 16 hoặc là rub 1. Thì đây là cái nút nhấn để chúng ta sử dụng cái tính năng đút cơ này. Thì cái đút cơ này nó sẽ tự động giảm cái âm lượng, nếu cái âm lượng tín hiệu ngõ vào nó vượt quá cái giới hạn mà chúng ta đặt ra. Một cái tính năng rất là hay, giúp chúng ta có thể bảo vệ cái hệ thống. Và đây là cái nút leveler. Thì cái leveler này là một cái tính năng để giúp cho chúng ta có thể tự động cân bằng âm lượng. Thì các cái nguồn nhạc vào, các cái cắt, nhiều cái cắt nhạc vào trong một cái nguồn, từ một cái nguồn, thì nó sẽ có nhiều cái mức âm lượng khác nhau. Thì cái chức năng này nó sẽ tự cân bằng cái âm lượng đó. Nếu nhỏ thì nó sẽ nâng lên, mà nếu lớn thì nó sẽ hạ xuống. Nó sẽ cho ra một cái mức chuẩn mà chúng ta đã tự đặt. Khá là hay. Đây là nút gain. Đây là cái nút để chúng ta chọn giữa. Nếu chúng ta để nguyên như thế này là chúng ta sử dụng cái đường in vào 21, 22 analog đó. Còn nếu ta nhắn vào, chúng ta sẽ sử dụng cái nguồn từ USB. Đây là cái cổng để gắm USB chơi nhạc. Chúng ta có thể ghi âm và phát nhạc. Thì cái nếu chúng ta nhấn cái nút in vào, chúng ta sẽ sử dụng cái nguồn từ cái USB này. Thì tương tự bên cái 23, 24 này thì nó cũng có cái nút này. Thì nếu chúng ta để nguyên thì nó sẽ sử dụng cái kênh 23, 24. Còn nếu chúng ta nhấn vào thì chúng ta sẽ nhận cái tín hiệu từ iPod hoặc là điện thoại iPhone. Đây, có cái cổng này. Cái cổng này nó sẽ sử dụng cho chúng ta kết nối iPod hoặc là iPhone. Khá là hay. Để sử dụng nhạc trực tiếp từ điện thoại hoặc là máy nghe nhạc iPod. Vào đây. Thì dưới này nó có một cái tính năng nữa, đó là Stereo in Mic. Thì cái này là nó chọn cái tín hiệu out cho cái ngõ vào. Thì chúng ta có thể sử dụng, nếu chúng ta xài mono thì chúng ta để mono, xài stereo thì chúng ta sẽ xài stereo. Còn nếu chúng ta để cái chế độ blend này thì nó cũng là stereo,
nhưng mà cái tiếng trái phải thì nó sẽ mix lại cho nó nghe nó mượt mà hơn. Đó, đó là một tính năng khá là hay của cái bàn này. Ok, thì phía dưới này thì là các cái đường ốc này, đường ốc. Đây là đường effect, hay có hai cái effect này. Hai effect, một cái bên là cái reverb và bên này là nó SBX. Thì cái bên này là nó effect 1 này, reverb. Nó có 8 cái chương trình reverb. Và cái SBX này là Digital Multi Effect này, thì nó kể vừa có reverb, vừa có delay, vừa có echo trong này, thì nó có 16 chương trình thì chúng ta có thể chọn. Thì này có nó một có một cái nút tab để sử dụng cho cái chương trình số 8 và số 9, delay và single delay. Bên này là có 4 rub, ba lăng cho rub này, có hai cái matrix. Rồi, các cái volume cho monitor này, volume USB, USB và dưới này là iPod, iPhone kiểm tra. Rồi, đây là fader tổng và đây là nút mono riêng, nó có một cái đường mono riêng. Ok, đó là các cái phím cơ bản trên cái bàn mixer này. Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái màn hình này. Thì trong cái màn hình này nó sẽ có rất là nhiều tính năng. Chúng ta có thể chỉnh được, chúng ta có thể chơi nhạc được này, ghi âm phát lại, chúng ta có thể chỉnh được effect này, EQ này, com này, USB và cài đặt một số cái menu trong này.